Lâu quá không thấy ít nhận định thị trường ạ. À, đoạn này mình hơi bận nhiều việc nên là cái video trên YouTube nó ra không có thường xuyên các bạn nhé. Tuy nhiên trên cái kênh TikTok á, thì các bạn có thể là xem ở kênh Minh Phụng Stock này, Minh Phụng Stock này, nội dung của TikTok các bạn nhé. Thì hiện tại là mình đang xây các cái nội dung video ngắn, các anh chị có thể xem các cái nội dung video ngắn trên cái kênh TikTok này. À, chúng ta bước vào một số cái phân tích đối với cái thị trường chứng khoán trong tuần tới từ ngày 10 giờ đến ngày 14 tháng 6 năm 2024. Ở cái giai đoạn hiện tại thì các bạn thấy là thị trường cũng khá là khó đánh khi mà nó đang lên sình ở vùng 1290, một trong những cái khu vực kháng cự. Thì nếu như mà tìm cái điểm mua thì rất là khó để các anh chị chọn và lựa những cái mã cổ phiếu mới, đúng không ạ? Tuy nhiên cái dòng mà các bạn có thể chú ý ở trong cái giai đoạn này, mình thấy cái tín hiệu dòng tiền của nó khá là ổn, đó là cái nhóm bò sữa. À, hoặc là cái nhóm thực phẩm. Thì một số cái cổ phiếu các anh chị có thể chú ý này. Thứ nhất là Vinamilk, thì chúng ta đã có một cái bài phân tích định giá đối với mã cổ phiếu Vinamilk này rồi. Nếu như mà chỉ xét riêng về cái sức khỏe tài chính hay là cái mức chi trả cổ tức thì con này chỉ số rất là tốt, rất đáng để các anh chị đầu tư cái kiểu tài sản. Tuy nhiên về vùng định giá thì khu vực định giá nó chỉ nằm ở vùng 65 cho đến khu vực giá 71 thôi các bạn nha. À, tức là do cái vấn đề ở đây là nó có cái dấu hiệu bão hòa về cái vấn sự tăng trưởng. Do vậy thì cái mức định giá của Vinamilk nó chỉ nằm ở trong khoảng đó. Tuy nhiên những cái mã cổ phiếu khác của nhóm bò sữa lại có cái sự tiến triển và cái dòng tiền tham gia vào rất là tốt. À, đại diện có thể kể tên, chúng ta thấy là con MCM, đây là mã cổ phiếu của công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu. Trên màn hình các bạn thấy là nó đang có cái vùng giá giao dịch là 50.2. À, từ cái khu vực điều chỉnh về 37 thì nó tăng một mạch lên đến vùng 50.2. À, như vậy thì mức 50.2 này có còn rẻ hay không để chúng ta tham gia, chúng ta mua và mà cổ phiếu này có còn cơ hội có cho các anh chị nhà đầu tư hay không, thì chúng ta sẽ có cái phần định giá cái mã cổ phiếu này để các anh chị nắm bắt cái cơ hội và có cái xu hướng để các anh chị phân tích tiếp theo. Mã cổ phiếu nữa đó là VLC, và các anh chị thấy là đặc điểm là hai con đều nằm ở cái sàn Upcom, biên độ tăng rất là mạnh. Riêng con VLC các anh chị có thể thấy là nó tăng trong cái biên ngày hôm nay là 13,71% và nó đang giao dịch ở quanh cái vùng giá 22.4. Nền tảng tích lũy của con này mình thấy khá là chặt, và sau những cái việc là nó bung ra khỏi cái hộp Davos tích lũy đó thì nó có cái biên và cái dòng tiền đánh vào rất là tốt. À, chúng ta sẽ cùng nhau lọc sơ qua một tí về cái sức khỏe tài chính trước này. À, đối với Vinamilk thì các anh chị quá có lạc quan rồi, con này tổng điểm được chấm là 10 trên 10 về cái vấn đề sức khỏe tài chính, về cái vấn đề về mức chi trả cổ tức các bạn nhé. Thì Vinamilk chúng ta thấy là quá là chất lượng cho cái việc là mua tích sản lâu dài. Tích sản thì các anh chị phải nghĩ là hàng tháng anh chị trích ra 5-10% cái lương của các anh chị mua gom, và tất nhiên cái việc tính sở tích sản là nó phải kéo dài ít nhất là từ 5 cho đến 10 năm thì các anh chị mới thấy hiệu quả. Chứ tích sản 1-2 năm mà gặp con mà nó đang điều chỉnh, nó đang tích lũy thì khả năng sẽ không tạo được lợi nhuận cho các anh chị đâu ha. Chúng ta lập xong con MCM này, cổ phiếu giống bò sữa Mộc Châu thì điểm khá là tốt các bạn ha, 7.5 trên cái thang 10, chỉ cần 6 điểm trở lên là chúng ta đánh giá cao rồi, chúng ta có thể đưa vào cái danh mục để chúng ta quan sát đầu tư rồi, tại vì nó đáp ứng cho chúng ta cái tiêu chí về báo cáo tài chính nó minh bạch, nó có cái xu hướng và cái sự tăng trưởng ở trong cái kế hoạch kinh doanh đầu tư của nó. Tiếp theo đó là mã cổ phiếu VLC, thì cái mức điểm nó lại thấp, chúng ta thấy là 2.5 trên thang 10. Do vậy nếu như mà suy xét theo cái hình thức đầu tư của mình chỉ chọn và lọc những mã cổ phiếu có cái sức khỏe tài chính cao, mình đầu tư cho nó an toàn, thì con MCM đang vào cái điểm nhắm của mình. À, từ cái việc phân tích như vậy thì chúng ta xem cái vùng 50 của con MCM này nó có còn rẻ hay không cho các anh chị nhà đầu tư cân nhắc và các anh chị quan tâm. Thứ nhất là chúng ta xem lại cái định giá của Vinamilk, đúng không ạ? Vinamilk chúng ta đã có cái lần chúng ta làm định giá rồi. Đây thì các bạn thấy là định giá của Vinamilk cho thấy là cái khu vực định giá của nó ở vùng 65 cho đến vùng 71, 65 cho đến 71. À, với cái biên như thế này thì ở giai đoạn 67 68 này mình thấy là phù hợp các anh chị mua theo kỹ thuật, tức là các anh chị phải có một chút phân tích kỹ thuật, phân tích dòng tiền, các anh chị mua trading ngắn hạn thì hợp lý. Chứ còn mua mà quanh cái vùng 68 này để nắm giữ thì mình thấy là nó không đạt cái tiêu chí định giá của chúng ta các bạn nhé. Các bạn phải phân biệt rõ cái hình thức đầu tư cá nhân của mình khi các bạn nhắm vào cái cổ phiếu. Đó là con Vinamilk. Tiếp theo là chúng ta sẽ mở định giá đối với con MCM, đúng không ạ? MCM.
Còn MCH cũng có định giá này. Còn MCH định giá rất là cao, rất là tốt các bạn nha. Các bạn phải lọc được những cái con tốt như vậy. Rồi tiếp theo đó là định giá của MCM. Thì các bạn thấy là kết quả định giá của nó đây. Nó có cái kết quả định giá dựa vào 7 phương pháp. Thì từ vùng 58 cho đến vùng 74, khu vực giá hiện tại nó đang giao dịch là quanh vùng 50 đi, thì chúng ta thấy là cái biên này đủ để chúng ta đánh ngắn hạn, cùng lắm là trung hạn các bạn nhé. Cùng lắm là trung hạn. Nếu như mà mua hợp lý thì đoạn vừa rồi nó có những cái vùng giá như là vùng giá 45, thì chúng ta sẽ có cái khả năng chúng ta nắm giữ trung hạn. Còn mua, các bạn mà đã mua, đã biết được con này và mua trước ở những cái vùng 40 thì các bạn tha hồ nắm giữ, tha hồ nắm giữ lâu dài. Tại vì các bạn đã đủ biên an toàn rồi. Mình đang nói là cái giai đoạn thực tế hiện tại này, nó đang nằm ở vùng 50. Nếu như mà mua lên quanh 50 hay cao hơn 50 thì mình đánh giá là cùng lắm là chúng ta đánh một cái nhịp ăn tầm 7-10%. Chúng ta đánh ngắn hạn thì chúng ta thoát ra thì nó sẽ hợp lý. Thì mình thấy là MCM nó vẫn còn khá là hợp lý cho các anh chị đầu tư ngắn hạn nha. Chứ còn về mua trung và dài hạn thì chúng ta mua thấp thấp một tí. Các bạn đã biết phương pháp định giá rồi, chúng ta có cái giá định hướng trong tương lai rồi, thì hãy làm sao mua thấp hơn cái định giá này, càng nhiều càng tốt, để chúng ta có biên an toàn, để chúng ta có chiết khấu, để chúng ta nắm giữ được lâu dài trong cái cách đầu tư cá nhân của chúng ta. Đó là các cổ phiếu về nhóm bò sữa các bạn nhé. Thì mình thấy là cái dòng tiền nó đang khá là thuận lợi. Đoạn trước mình còn có giới thiệu các bạn là con VCS, đúng không ạ? Con VCS để các bạn đầu tư và mua ở cái vùng giá 69 này. Một số các anh chị mua được vùng 69 thì ngày hôm nay mình thấy là cổ phiếu đã về tài khoản và mức lợi nhuận của các bạn nếu mua đúng là 14%. Chỉ cần đánh T cộng là nó đã 14% thì chúng ta đủ căn cứ để chúng ta chốt lời luôn ha. Còn kháng cự thì mình thấy là 82, định giá nó cũng 82 có kháng cự đối với con VCS. Đây VCS này. Các bạn thấy VCS có cái mức định giá là 82 này. 82 là cái mức là xảy ra, có xác suất xảy ra cao nhất, và bây giờ nó đã gần chạm vào cái 82 rồi. Thấy chưa? Còn mà Khả Quang thì là vùng 115, tuy nhiên phương pháp này là phương pháp dòng tiền tương lai. Các bạn phải nắm giữ dài hơn một tí. Còn vùng 82 là cái vùng chắc chắn nó xảy ra các bạn nhé, đối với mã cổ phiếu VCS. VCS cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà cái mức điểm các bạn thấy rất là cao không? Mình rất là thích những cái con mà có sức khỏe tài chính cao như thế này. Mình đầu tư là mình phải lọc và lựa những cái mã cổ phiếu có sức khỏe tài chính cao như vậy. NT2 các bạn nhé, chúng ta có câu hỏi về NT2 này. Chấm điểm và định giá NT2 dùm Phụng nhé, cảm ơn nhiều. Thứ nhất là NT2 chúng ta xem cái phần chấm điểm này. Xem sức khỏe tài chính thì con này sức khỏe tài chính rất là kém các bạn nha. 1.25 trên thang 10 thì mình đánh giá không cao. Tất nhiên là nếu như mà mình lọc để mình đầu tư thì con NT2 này nó sẽ không nằm danh sách đầu tư của mình. Để mình nắm giữ, để mình đầu tư giá trị. Tại vì điểm nó quá thấp, dưới 6 là mình loại ngay. Đó là cái quan điểm của mình. Thì mình chia sẻ như vậy. Thì các anh chị nào thấy phù hợp thì các anh chị có thể là tham khảo. Về xu hướng thì mình thấy là cổ phiếu NT2 vẫn đang trong cái chiều hướng gọi là điều chỉnh giảm trung hạn các bạn nhé. Thì cái nhịp giảm nó bắt đầu từ tháng 6 năm 2023 cho đến thời điểm này, tháng 6 nó giảm một năm rồi các bạn nhé. Sẽ có trong cái xu hướng giảm thì nó sẽ có những cái nhịp hồi lên như thế này. Tuy nhiên là chỉ là hồi trong xu hướng giảm thôi, chứ còn nó vẫn chưa thoát ra khỏi cái xu hướng dài ha. Thế thì định giá của con NT2 như thế nào? Một cổ phiếu mà đã có mức điểm thấp như thế này này thì thông thường mình ít khi định giá, tại vì nó không đạt tiêu chí của mình thì mình loại rồi các bạn nhé, mình đã loại rồi. Tuy nhiên ở đây thì mình xem thử là có làm hay chưa thì mình mở lên đây, mình có làm NT2 cho các bạn này. Rồi với cái định giá thì mình có làm định giá và con này được định giá quanh vùng 23-24, quanh vùng 23-24, tức là quanh cái mức hiện tại các bạn. Do vậy thì với cái việc là quanh cái mức giá hiện tại thì các bạn thấy là nó rất là giống với cái định giá của chúng ta. Nó cứ lình xình ở cái đoạn này, nó cứ lình xình ở cái đoạn 23-24 này. Các bạn thấy không? Cái giai đoạn vừa rồi này, cái giai đoạn từ năm 2024, đầu năm 2024 tới giờ, các bạn thấy là nó cứ lình xình ở quanh cái vùng 23-24 này mà nó chưa có thoát được. Rất là khó chịu, rất là khó đánh và khó đầu tư và nắm giữ, đúng không ạ? Do vậy thì chúng ta thấy là cái bảng định giá của chúng ta nó rất là chuẩn xác ở trong cái việc xác định cái vùng giá định hướng đối với mã cổ phiếu NT2 này. Do cái vùng này
và cái vùng giá hiện tại nó đang tiệm cận và cái biên lợi nhuận không cao, khiến cho chúng ta không có khái niệm đầu tư lâu dài nắm giữ đối với con NT2 này các bạn nhé. Thì đó là cái kết quả của mình. Trân trọng cảm ơn thầy đã chia sẻ và trả lời em. Kính chúc thầy mạnh khỏe, phát triển, chia sẻ cộng đồng nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã có những cái động viên. Anh Phụng cho em xin định giá VCI này các bạn, VCI rồi còn CMX, đúng không ạ? VCI và CMX. VCI là nhóm chứng khoán, thứ nhất là nhóm chứng khoán này. VCI đoạn này hơi khó các bạn nhé. Đoạn này mà nó đánh vai đầu vai thì nó sẽ đảo chiều, ít nhất là nó điều chỉnh trung hạn. Do vậy thì chúng ta phải bám sát, muốn mua đoạn này phải bám sát. Mà anh chị muốn mua quanh cái vùng 47-48 này, chị mua mua cái kiểu test, kiểu thăm dò thôi nha. Khi nào nó phá được cái mô hình vai đầu vai ấy, thì anh chị đánh thêm, đánh gia tăng tỷ trọng thì nó sẽ an toàn hơn. Về chặt thì mình không thấy nó xấu, tại vì có tín hiệu của vai đầu vai thôi chứ nó chưa có xác nhận gì cả. Và xu hướng của nó thì vẫn đang là cái xu hướng tăng. Tất nhiên trong ngắn hạn đoạn này nó sẽ lình xình, nó tích lũy và sẽ khó phán đoán hơn trong cái việc xác định xu hướng của con VCI. Thế còn đối với con CMX thì xu hướng các bạn thấy là có phần nào là đã tạo được cái đáy trong ngắn hạn này và đã có những cái điểm chúng ta gọi là tích lũy để tăng dần lên. Còn cái chiều hướng nếu như các bạn nhìn dài hơi hơn thì nó vẫn đang xoay quay điều chỉnh trong cái kênh giá giảm, đúng không ạ? Thì cái xu hướng này bắt đầu từ tháng 4 năm 22 cho đến thời điểm này thì nó vẫn đang là giảm. Giá ở đây là giá 97, thì các bạn nhìn như thế này thì chúng ta thấy là nó giá nó đang lanh quanh ở đáy, thì các bạn nghĩ nó là rẻ. Tuy nhiên nó có rẻ hay không thì chúng ta phải định giá thì chúng ta mới biết được. Do vậy thì mình trước tiên là mình kiểm tra sức khỏe tài chính của VCI này, mình thấy là 5/10, 50/50 các bạn nhé. Còn VCI, thế còn CMX thì mình thấy là điểm tài chính rất là thấp, các bạn thấy là không đạt các cái tiêu chí. Thì thông thường những cái con này là cái kiểu các anh chị đánh nó có cái độ lái, các anh chị biết cái tin tức, biết cái dòng tiền thì các anh chị đánh. Chứ còn những cái mã cổ phiếu mà cái điểm thấp như thế này thì nó sẽ xảy ra một cái tình trạng, đó là nó đã giảm là nó sẽ giảm như thế này. Anh chị thấy nó kinh khủng mà. Nếu như mà lỡ chúng ta đu ở trong cái vùng 22-23 này đi, mà chúng ta vẫn còn giữ nó, mà chúng ta không biết là cái điểm tài chính của nó quá kém đi, thì cái mức suy lỗ của anh chị là tầm 60%. Đó, do vậy thì mình thường tránh những cái con mà bị chấm điểm thấp như thế này. Lý do là vậy, lý do là vậy. Rồi, về định giá, chúng ta xem thử CMX mình có làm định giá hay chưa các bạn. Mình có CMG ở đây nhưng mà CMX thì mình chưa làm. Mình tìm VCI xem thử mình có làm. VCI mình có làm, mình mở lên. VCI mình mở lên thì các bạn thấy là nó định giá vùng 39 là cao nhất, là cái xác suất xảy ra cao nhất. Còn cái khả quan nhất là 48, thì nó đang chạm vùng 48 này. Giá nó đang giao dịch quanh vùng 48. Thì với cái đánh giá, định giá như thế này thì mình thấy là nếu như mua đầu tư á, thì nó không tiềm năng. Tại vì giá nó, định giá nó thấp và hiện tại nó cũng không rẻ, nó cũng không hấp dẫn. Đó, do vậy thì mua đầu tư thì VCI đoạn này hơi chua. Còn khi không mua đầu tư được thì bây giờ các anh chị chỉ quan sát về mặt kỹ thuật, về mặt dòng tiền, các anh chị mua ngắn hạn trading thì nó phù hợp thôi. Chứ còn về mua theo định giá thì nó không hấp dẫn rồi các anh chị, không mấy hấp dẫn đối với trường hợp VCI này. Thế còn con CMX bây giờ chưa có thì mình bắt buộc là mình phải làm mới cái định giá CMX này. Rồi trên màn hình thì chúng ta sẽ nhập mã cổ phiếu CMX để chúng ta lấy định giá về. Thì nó sẽ tải kết quả định giá về, đúng không ạ? Nó sẽ tải cái kết quả định giá về. Chúng ta cần phải lấy làm sao ít nhất là 10 năm trở lên thì cái ước lượng này, cái ước lượng cổ phiếu nó mới chính xác được các bạn. Giá nó đang giao dịch quanh vùng 9.7 thì bây giờ lợi chúng ta mua 9.7 xem nó có hấp dẫn hay không. Con này được định giá quanh vùng 9, cao nhất là giá 11. Cao nhất là giá 11. Do vậy thì đoạn này bắt đầu nó cũng gần gần chạm vào cái định giá rồi, đúng không ạ? Nó đang di chuyển trong cái vùng từ 9 cho đến vùng 11 này. Các anh chị nào kỳ vọng cái giá 11 thì các anh chị có thể canh nó rung lắc để các anh chị mua. Thì kỳ vọng cái giá 11 theo cái phương pháp định giá BCF, là cái phương pháp định giá dòng tiền, tức là nó đang có cái dòng tiền vào á, thì các anh chị mua. Do vậy thì mình thấy là bây giờ giá 9.7 thì nó không còn hấp dẫn để mua đầu tư nắm giữ, chắc chắn rồi.
mà nó phù hợp, các anh chị canh mua ngắn hạn, trading lướt sóng thì mình thấy là nó hợp hơn. Khi mà trading lướt sóng thì chúng ta bắt buộc phải có cái kỷ luật, và cái mục tiêu cao nhất đó là vùng 11 theo phương pháp BCF các bạn nhé. Do vậy thì nếu như rung lắc nó điều chỉnh thì mình thấy là các anh chị nào đánh thuần kỹ thuật á thì có thể tận dụng để các anh chị mua, các anh chị lướt là nó hợp lý đối với CMX này. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.